Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ. Các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ làm một cái món trà các bạn ạ. Đây, cái món trà này rất là tầm bổ cho sức khỏe các bạn nhé. Đó, các bạn mà ở Việt Nam các bạn có thể mua này. Hôm nay mình sẽ có nấm linh chi các bạn này. Đó, nấm linh chi Hàn Quốc các bạn nhé, nấm linh chi loại xịn nhất của Hàn Quốc nhé. Và đây là rễ sâm các bạn ạ, đây là sâm tươi. Cái đĩa là tàu đỏ Hàn Quốc các bạn này, tàu đỏ này thì mình đã lấy hạt ra rồi các bạn nhé. Đó, còn đây là hoa đông trùng các bạn ạ, bông đông trùng nhưng mà nó bị giống như kiểu trong quá trình vận chuyển ấy các bạn, thì nó đã bị nát ra nên là không sao, mình đã lấy để đun luôn các bạn nhé. Ông xã cho ông xã và cả gia đình cho cả các con uống. Thì đây là có hai tai linh chi các bạn này. Cái loại này là tai nhỏ các bạn nhé, nhưng mà không sao. Đó, mình sẽ bỏ vào đây và đun luôn các bạn nhé. Đó. Còn đây là tàu đỏ này, sâm, còn đây là sâm tươi các bạn ạ. Sâm tươi này thì mình lấy rễ ra ấy, để phơi khô. Bây giờ nó đã khô là như thế này rồi các bạn này. Đây là sâm hoàn toàn 100% luôn các bạn nhé. Đó. Các cái mặt hàng này thì tay từ Hàn Quốc qua các bạn ạ, cho nên là những cái đồ này mình dùng thì rất là yên tâm, các bạn cứ sử dụng đi nhé. Đó, các anh các chị cứ mua xong bắt đầu là về lại làm như này này. Đó. Đó, hiện tại thì mình đã có một cái nồi trà rất là tầm bổ thượng hạng luôn các bạn ạ. Đây là những cái đồ mà tầm bổ tốt nhất cho sức khỏe của mình. Duy trì được cái sức khỏe này. À, các bạn này, đó. Đun như này các bạn nhá, đun ra đi, khi nào nó ra nước, nó máu ra nước lắm các bạn ạ, vì trong cái đồ này là máu ra nước cực kỳ luôn đấy. Và các bạn cứ đun thật lâu nhá, cứ om khoảng tầm vài tiếng các bạn nhé, các bạn như là phải om tầm vài tiếng đó thì đun ra thơm ngát luôn các bạn ạ. Hiện tại nó thơm ngát, thơm ngào ngạt luôn các bạn nhá. Quá hào hàng luôn các bạn ạ. Đó. Mình sẽ cho các bạn xem sát một chút.